viết cái mặt mấy dài rồi nữa. Trời ơi, ngủ không có xếp lại. Thiệt luôn, không nói cũng được. Em đứng đi. Ủa? Đó, Phật ơi, con trai của tôi kìa. Đó, mặt mày sáng láng. Có ai nghĩ mà tao nói nó bài vừa mà nó ở dơ một cách dã man. Đi ra ngoài tao nói gái gú đeo thối rồi. Tối ngày bạn gái mà ở nhà vậy nè. Vô phước lắm mày lấy. Ủa, khoan. Ủa, làm gì vậy? Đang gom đây, gom đồ giặt giùm ảnh. Dạ, dần. Không, nó mẹ làm nó dừng gì? Không, trời ơi, cái tay đau mà làm cái gì? Đây, hết rồi, tháo băng rồi, con yên tâm. Mẹ rất là kỹ về sức khỏe, mẹ cảm thấy an toàn mẹ mới làm. Ê, chị dạ, uống thuốc trong 2 tuần, xong mình lên khám lại. Mà khám lại ok á, thì về mới vận động nặng, vận động bình thường rồi. Còn bây giờ cũng phải kiên cử, đừng cứ làm nặng nè cái gì hết. Làm con tay à? Trời ơi, khổ ghê gì đó. Đi. Bây giờ nè, đi về phòng lấy thuốc uống giùm con, tới giờ uống thuốc rồi. Còn những cái này nè, con làm. Còn anh Thái làm, còn ông Hằng Bình làm, nó lớn rồi, để cho nó làm đi. Nó xin thời gian để nó đi hoài. Em thấy bữa nó bước ra, nó mở cửa phòng ra, cái mẹ nghe cái mùi mẹ không có chịu nổi, nó ở vô quá đi. Bữa nay tranh nó đi rồi mẹ phải vô mẹ làm cho bằng được đó. Dạ thôi, để con làm cho. Bây giờ mẹ bây giờ dọn dẹp phải không? Dạ. Ừ thôi, làm giùm em đi ha. Dạ. Mẹ đi xuống dưới nơi coi ấy đồ ăn nha. Không, đi xuống dưới uống thuốc liền chứ. Đi uống thuốc. Rồi uống thuốc, không có làm đồ ăn rồi, dọn dẹp đi. Trời ơi, thiệt luôn á. Bởi vì nhiều khi á, nói ra sợ nói là chị dâu ăn hiếp em chồng chứ. Thằng ảnh lớn rồi mà sao anh hư dữ vậy ta. Này chắc phải nói lại chứ. Đâu mà 19, 20 tuổi, hai mấy tuổi đầu rồi mà bỏ đồ lum tùm la hết chứ. Biết cái mặt mấy dài rồi nữa. Trời ơi, ngủ không có xếp lại. Thiệt luôn á, không nói không được. Em đứng đi. Ủa? Ủa không lẽ đồ của bạn gái thằng Bình? Mà thằng Bình cũng đem đồ của bạn gái về làm gì? Không lấy đồ của thằng Bình. Thằng Bình kia. Cái chuyện gì xảy ra vậy trời? Chết rồi. Trời ơi, tôi đeo lên mà tôi còn thấy ghê nữa, làm sao mà thằng Bình nó đeo cái này được trời. Cuộc đời con gái tôi chưa bao giờ mặc cái này chứ. Trời ơi, chết rồi, Bình ơi. Giờ em sao vậy Bình? Không được. Cũng không thể nào khẳng định được. Bây giờ là chưa biết là có hay không mà. Nhưng mà trước tiên đó là không được để ai trong nhà biết. Gì vậy? Ủa em ơi. Ổn không? Đang ngồi thiền tĩnh tâm. Thiền mà bay từ dưới đất lên thiền luôn ha. Rồi, mới sáng tạo ra cái chiêu thức mới. Nổi giỏi. Em giấu anh cái gì đúng không? Có giấu gì đâu. Anh thấy rõ ràng, ánh mắt của em nó không có thật. Có giấu gì đâu. Lời nói của em nó càng không thật. Em đang lén lút chuẩn bị quà để tặng cái thằng nào? Không. Đừng có nói với anh là em lén lút sau lưng anh. Thôi, em hẹn hò với thằng nào đúng không? Thôi. Nói rồi cũng đánh về. Làm gì mà có thằng nào? Chứ cái gì? Thằng nào cũng nghĩ bậy với em không? Không có. Chắc rõ ràng khi mà anh bước vô là anh thấy là bây giờ giấu ở đâu để không ai biết ta. Cái chuyện này phải kín thôi, giữ bí mật thôi. Chỉ có người ngoại tình người ta mới làm như vậy thôi em. Đúng, đang ngoại tình ạ. Thằng nào? Thằng Bình, biết thằng Bình không? Đồ điên. Làm gì điên? Đó, thằng nè, thằng Bình nè. Thằng Bình với đống đồ này nè. Càng nói càng điên. Điên Bình đó là ai không? Thằng Bình nó là em trai tôi. Nè,
Loạn luân hả? Ông này thiệt luôn á. Luân cái gì mà loạn luân, nói cái gì vậy? Cái gì nói ngoại tình với thằng Bình là ngoại tình cái gì? Là thằng Bình với đống đồ này nè. Càng nói anh thấy là em càng bị điên á. Thằng Bình nó là con trai, đống đồ này đồ gì? Đồ này đồ của con gái, đồ của phụ nữ. Tuy nhiên em quy định là đồ này đồ của thằng Bình để em nói mà càng nói càng sai. Em mua đồ em tặng cho con gái. Anh thằng nói thằng đi sao cái gì vậy? Trời ơi, Thái, bây giờ là đại loại là bây giờ là không được. Lại có bí mật. Em mà không nói là anh không để cho cái vụ này chìm đâu, anh nói thiệt. Anh sẽ nói chuyện với mẹ. Anh hứa đi. Trên cái cuộc đời này chị em là người đầu tiên biết được chuyện này, sau đó là anh là người thứ hai, và là người cuối cùng không ai biết nữa hết thì em sẽ nói ra. Anh hứa. 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 Thằng Bình nắm đồ này. Bị điên à? Bình nó mặc đồ này, đồ của con gái. Em nghĩ sao vậy? Thì đúng rồi, đồ của con gái mà em còn. Anh nghĩ coi nè, cái tài thỏ này em không dám mặc. Cái đậm này chưa bao giờ là trong cuộc đời em mặc mà thằng Bình nó mặc. Thằng Bình em anh nó mặc đồ này. Đó, thằng Bình nó đeo cái này, nó mặc cái này vô. Không, nè. Không được, không được. Chuyện này em phải nói cho mẹ, nói cho ba biết. Trời, anh muốn tay nhà nát cửa hả? Bây giờ để cho ba mẹ xử lý. Không, ý là bây giờ em mới phát hiện ra chuyện này thôi. Em cũng chưa chắc chắn 100% là thằng Bình nó có thay đổi giới tính hay không. Nên bây giờ là để em từ từ em điều tra. Không được nói cho ai biết hết, nghe chưa? Nha. Lấy cái điện thoại em coi. Cô Tư. Trời ơi, giờ này cô Tư còn gọi nữa. Dạ con nghe. Thôi cô ơi, trời ơi, nhà con gói tung có mũ hết trơn nè. Đi ăn lẩu mắm cái gì? Không có được. Trời ơi, bây giờ là nhà con làm sắp trái đến nơi nè. Thằng Bình nó bị đi.